Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 477, 6 cây sâm hương 300k bao ship toàn quốc. Quen ship code đã chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi cái lô này có 6 cây ha. Rồi đây là cái số 1 nè. Mấy cái này là siêu giả hết trơn nha quý vị. Này chỉ bán có 5 cây thôi, tôi tặng cho 1 cây đó là 6 cây nha. Đó, một cây nè, đây cây số 2 nè. Mấy cái này siêu già hết trơn rồi. Đây cây số 3 nè, đây cây số 4 nè. Này ép vô chậu rất là lâu rồi nha quý vị. 4 đến 5 tháng cho lên một cây vô chậu rồi đó nha. Còn cái tuổi nó ngoài là tới năm mấy tuổi hết trơn, gần 2 năm tuổi hết một cây rồi đó nha. Đó. Rồi. 6 em nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi. Kết thúc luôn.